Pha đánh ghen, nhận mưa tim, vợ chồng xử lý mà gọi hẳn bố chồng và bố đẻ ra tay. Mới đây, những đoạn clip về người vợ cùng gia đình mình và bố chồng lên chỗ chồng công tác đã được đăng tải lên mạng. Họ bắt quả tang cảnh chồng cùng nhân tình đang đèo nhau đi ra ngoài đường. Ngay bên đường, hai bên đã dừng lại để nói rõ tất cả mọi chuyện. Mở đầu clip, người chồng bị yêu cầu gọi điện cho bố đẻ. Cô vợ cầm điện thoại tự nói chuyện với bố chồng mình. Dù đã bắt được tận tay nhưng cô tỏ ra vô cùng bình tĩnh, trình bày cho bố chồng đầy đủ. Ba có biết anh L quen người khác không ba? Hồi nãy nó dừng trước cửa tiệm của ba, nói là chở anh L đi mà không biết á. Bây giờ con bắt được tại trận nè ba. Con kia nó cũng đứng ngay đây nữa nè. Ba coi thử con cái ba ra sao. Bây giờ có cả bố con đang ở đây nữa. Người bố chồng liên tục nói rằng mình hoàn toàn không biết gì cả. Người chồng tiến đến đòi lấy điện thoại nhưng cô vợ kiên quyết không cho. Bố chồng sau đó đề nghị được nói chuyện với bố đẻ cô vợ. Suốt buổi bắt gian, người chồng và cô nhân tình rón rén chỉ biết im lặng, không nói được câu nào. Ở đoạn tiếp theo, cô vợ liên tục hỏi: lần sau mày còn dám đi như thế này nữa không? Lần sau mày đi nữa không? Nhưng người chồng chỉ im lặng không dám trả lời. Khi bị bố vợ tra hỏi thì người chồng lắp bắp bảo rằng bận công việc nên không về thăm con được. Rất lịch sự đàng hoàng. Đấy. Bố rất lịch sự, bố đàng hoàng, bố không bắt chúng mày phải ở với nhau, có đúng không? Nhưng làm sao nghĩ, cháu là cháu nghe để chú nói nhé, làm sao nghĩ để đừng phải tổn hại đứa con. Còn con muốn lấy ai cũng được, kể cả con Huyền, đúng không? Nhưng mà phải giải quyết như nào. Ông bố ôn tồn nói: con không có thời gian đi về thăm con nhưng có thời gian đi chơi. Cái đó bố biết như thế. Con biết con sai, con nhận sai được rồi. Bây giờ bố sẽ bảo con N đi về, không nói gì nữa hết. Cách xử lý của cô vợ nhận được đông đảo sự đồng tình của dân mạng. Ai nấy đều cho rằng bạo lực không phải là cách giải quyết vấn đề. Hơn nữa cô vợ cũng nhận thức được người chồng mới có lỗi lớn nhất chứ không phải là kẻ thứ ba kia.